Rồi, thì kính chào anh ha. Rồi chào Thành Nguyên, kết Dạ. nối yêu thương. Dạ. Lúc nãy em vừa mới nghe anh nói là anh muốn lột cái kiến ra hay Lột sao? kiến ra hay là để kiến có được không? Dạ, em thấy lột ra thì có vẻ đẹp hơn đấy. Nhưng mà cái kiến đó là cái Kiến kiến này mát không phải đấy. kiến cận, kiến mát, nó Ok. che bụi Dạ thôi. dạ dạ, như vậy mình cởi ra ha anh ha. Ừ. Dạ rồi. Rồi anh cho em hay nào, hôm ngày hôm nay anh đến từ đâu? À, đến từ ngã sáu Châu Thành Hậu Giang Ngã nên, sáu Châu Thành Hậu Giang à? là có nghĩa là lên đây chuyển tiếng đồng hồ bị cái răng chia ra Châu Thành Dạ dạ dạ. Hai hai huyện và hai quận cái răng đó. Dạ, Châu Thành Thì Hậu Giang. nó nằm nam sông Hậu ở đây, Dạ dạ dạ. sát bên đây. Vâng, Hậu Giang đi qua đây thì cũng gần. Ba Hôm nay anh đi mình hay là có ai đồng hành cùng không? mình hả lái xe lên đây. Dạ. Đi lên đây lái xe của mình. Ok. Dạ, với sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật nhiều may mắn anh ha. Rồi anh cho hay nào, họ tên rồi tuổi rồi tình đạo hôn nhân nào. Mình trước là mình chào Thành Nguyên kết nối yêu thương và chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước một lời chào thân thương nhất. Mình tên Nguyễn Văn Siên, ở thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang. Anh Nguyễn Văn Siên à? Đúng rồi, sinh 1965. 1965 là năm nay là 58. Bằng anh ấy năm dạ, dạ. Tết 58. Vâng. Rồi, tình trạng hôn nhân của anh Siêng là như nào? Tình trạng hôn nhân thì mình, vợ chồng mình bất đồng ý kiến thì mình ly dị khoảng năm 2017, có ghi trong ly dị. Dạ, dạ. 2017, năm nay là 6 năm. 6 năm. Rồi anh có đông con không? Được bà cháu. Gia đình chắc tư riêng hết rồi anh hả? Gia đình tư riêng hết, ai cũng có nhà cửa hết. Rồi khoảng thời gian qua thì anh có tìm hiểu thêm ai không? Có tìm hiểu bên ngoài nhưng mà không thấy không phù hợp, thấy không có hiền hậu gì chứ. Mình đó thì mình thích một người hiền hậu và đức độ. Để bị mình bao nhiêu tuổi rồi thì bây giờ mình phải cần cái sự vui vẻ để sống quãng đời còn lại. Chưa chắc gì mình sống được 20 năm nữa đâu. Cho nên mình phải cần cái sự vui vẻ chứ không phải là lấy nhau về để hành hạ nhau rồi cự cãi thì nó mất vui, mất đi hạnh phúc. Mình không thích những người mà phụ nữ gia trưởng. Là muốn tìm một cái người vừa hiền đúng nghĩa chứ không phải là hiền mà hiền như hổ đúng không? Đúng đúng đúng. Hiền mà biết có trình độ, có trí thức. Rồi, ok anh. Không biết là anh Siêng biết đến kênh của Thành Nguyên lâu chưa? Xem cũng lâu mà để tìm hiểu bên ngoài coi sao, cái cuối cùng tìm hiểu bên ngoài thấy nó không thật gì quá. Rồi lên đây thấy nó thật hơn, rồi giấy tờ cam kết hay hoặc này kia không ai nói dối được đâu. Nó dối rồi để không lộ thôi. Đâu phải là thì thí dụ mình thương cái người đó không phải đến nhà mình. Đúng rồi. Rồi hoặc mình sẽ đến nhà người đó rồi nói dối rồi. Em thì em nói thật là em chỉ là cái người bắt cái nhịp cầu cho các anh đúng các chị rồi. Lúc ban đầu thôi. Đúng rồi. Còn bây giờ mình lớn hết rồi, ai đâu chơi trò đủ lỗi đúng không ạ? Đúng rồi. Là mình nói gì mình phải có trách nhiệm chứ. Đúng đúng đúng. Mà lớn hết rồi đến đây ghi hình rồi này kia Thành Nguyên rồi mình phải tìm hiểu cái phản nào của mình tìm hiểu rồi cái phản nào của Thành Nguyên tìm hiểu chứ. Bởi vì em cũng không có biết là trong đầu các anh các chị là đang nghĩ cái gì đâu. Đúng rồi. Thì các anh các chị chia sẻ sao, nói sao thì em ghi nhận như vậy thôi. Đúng đúng đúng. Dạ. Còn người ta âm hưu mình đâu có biết. Phải không? Nào mình đâu biết được đúng không? Trong cái tấm lòng của người ta mình không hiểu được. Vâng. Cho nên là em cứ dặn đi dặn lại. Bởi vì mình sợ lắm. Bởi vì bây giờ là họ nói ra, họ nói cho bằng lấy lòng được. Rồi tới chừng về sống rồi lòi hết á. Lòi hết á. Sau về cũng phải hiền mà toàn hổ hổ báo. Mình thì mình cũng bất đồng ý kiến người vợ mình cho nên mình mới vâng thì đó là cái câu chuyện vui ngoài lề cũng đúng như là rồi. Cái thông điệp mà Thành Nguyên cũng muốn nhắn gửi đến cho các anh các chị vậy thôi. Ừ. Ok bây giờ em vào cái vấn đề chính ngày hôm nay thì anh Siêng anh mong muốn tìm cái mảnh ghép của đời mình như nào. Mình lên đây thì mình trình bày về bản thân của mình. Mình tìm một người bạn đời để sớm tối có nhau hữu hỷ. Đặng để sau này tối bệnh đồ này kia kia nọ, đôi lúc bệnh bò đi lấy thuốc uống không. Vì mình cần một người hiền hậu và có đức độ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, cái gì không phải thì nói chứ đừng có gia trưởng quạo quọ nóng nảy quá chịu nổi. Mình thấy vậy chứ mình không bao giờ có tiếng chữ thề mà không có nhậu, không có nhậu, không có mà số đề hay hoặc cờ bạc gì hết. Mình chỉ vậy thôi.
Công việc chính của anh Sương là anh... Công việc chính thì trước đây mình làm đủ thứ, nhưng mà trong thời gian này mình thấy mình lớn tuổi thì mình không có làm những việc nặng nữa. Rồi bây giờ mình làm những việc nhẹ, ví dụ người ta cần giấy tờ bằng phán đất hoặc tất cả những giấy tờ đó, có nghĩa là làm được hết. Hộ chiếu hoặc tất cả nhân dân. Rồi ví dụ ai có đâu đất đai môi giới thì mình cũng chỉ được vậy thôi. Làm những việc nhẹ vậy thôi. À vậy đó ha. Có làm không có thì thôi. Dạ dạ. Sống một mình. Vâng. Một cái... Như vậy rồi độ tuổi các cô thì sao? Các cô thì khoảng chừng 60 đổ lại. Nói chung là phải lên lớn tuổi đúng không? Chứ... Không, 60 đổ lại thôi, lên lớn quá. Không, ý là cũng phải chứ không phải là 30-40 gì đó đúng không? Không được. Không được. Dạ. Bên ngoài thiếu gì cái vấn đề đó, nhưng mà mình đâu có sống đời với mình được đâu. Yeah. Mình phải, có nghĩa người đàn ông á, lúc nào cũng phải trẻ, nhưng mà ngược lại cái người đàn ông đó phải nên suy nghĩ là người ta có sống với mình đời không. Yeah. Phải tương xứng với mình chút xíu, cho nên mới người ta mới thương mình thật, mới sống đời được. Có nghĩa là tuổi nó phải xem mình xíu. Đúng. Chứ còn bây giờ thí dụ như lấy 30-40 là nó lấy cái gì chứ không phải lấy mình đâu. Vâng, thật sự là một cái điều mà cái thực tế nó vẫn tồn tại như thế, nhưng mà không phải ai cũng hiểu được cái điều đó. Đúng rồi. Không, mình thì mình phải hiểu hết. Còn đúng là không ai hiểu được thì nữa. Vì họ nghĩ là chắc trẻ thì đẹp là phải thích, nhưng mà ngược lại là cái ở đời không có trẻ giữ khó lắm. Đúng rồi, dễ gì giữ được chân. Đúng rồi. Biết nè, tôi là tôi sức khỏe tôi là bảo đảm luôn đó. Tinh vi luôn đó, nhưng mà ngược lại tôi thấy cái vấn đề trẻ là không phù hợp. Đi đến đâu người ta cũng không có chúc phúc hết á, không có chúc phúc. Ít nhất gì bây giờ thí dụ 55, 57 rồi này kia, 58 bằng mình, 60 cũng được, lớn mình 2 tuổi cái vấn đề cũng bình thường. Đừng lớn quá thì không được. Máy bay không được, lái bay không được. Vâng. Còn về công việc, về hình thức, về điều kiện các cô thì sao? Các cô thì mình thích thì trắng trẻo, mập mạp, sạch sẽ. Mình thì sạch sẽ, hiền hậu, có công ăn việc làm cũng tốt, mà không có cũng không sao, bị từng tuổi này rồi đâu có còn phải làm nặng nhẹ gì nữa. Mình thì cũng nhà cửa đầy đủ, cô đó về bên mình sống cũng được, mà mình về bên đó cũng được, không sao hết, bởi vì mình là không có vướng bận gì ai nữa hết. Con thì có cơ nghiệp hết rồi. Vợ thì mình cũng đã ly dị rồi, cũng có nhà cửa riêng tư. Rồi mình cũng một cái nhà là rộng rãi, ngang năm dài 40. Rồi mình ở sống một mình, bởi vì thêm một người nữa thì hữu hỷ với mình càng tốt. Cái gì đó. Nhưng mà phải mình thấy nó phù hợp với mình, với lời ăn tiếng nói rồi này kia. Rồi sau này mà kết nối thành công thì anh tính hướng tương lai cho anh chị như thế nào? Tương lai là sao? Thì về cái kế hoạch anh tính cho hai người là sao, đám cưới đó hả? Giống như mình sẽ sống như thế nào, rồi có hướng như thế nào, anh sẽ tính cho có nghĩa rồi. Bây giờ là anh bên anh thì cũng có nhà cửa riêng tư, thì thí dụ như cái người đó mà về bên anh sống thì cũng làm ăn cũng dễ dàng thôi, hoặc là không làm ăn thì anh cũng nuôi cái vấn đề đó bình thường. Còn bây giờ cái cô bên đó mà không có đi đến mình được, mình cũng đến đó lâu lâu, đến đó tuần hay là 5-10 ngày gì đó, thì mình về bên mình, mình chở cô đó về bên mình chơi, rồi mình đưa về bển, thí dụ vậy. Có nghĩa là anh thì anh muốn ở bên anh là phần nhiều, đúng không? Đúng rồi, đặng hữu hỷ. Nhưng mà bây giờ không có tính gì nữa, bây giờ tính sao mà cho nó phù hợp, cho nó vui vẻ, cho nó thương nhau đó, hạnh phúc. Bên nào tốt thì mình cứ tính thôi, đúng không? Đúng rồi. Chứ bây giờ không có còn, mà cái tuổi này không có còn để tranh đua gì nữa đâu, tranh để hưởng phước. Ok. Cho còn nó có cái sức khỏe. Vùng miền thì cũng không quan trọng, đúng không? Không, vùng miền quan trọng chứ, từ thành phố gì đây. Còn cái kiểu vùng ngoài là mình không có bất đồng ý kiến, như cái ông gì nãy ngồi đây nói chuyện là không nghe được tiếng nào hết. Ông ngồi bên đó, không nghe được tiếng nào hết trơn. Như Thành Nguyên nói chuyện dễ nghe nè, không biết về vô đây rồi. Anh kia là người Nghệ An. Nghệ An, đúng rồi đó. Nói chuyện nghe không được rồi làm sao? Thế nào cũng phải có cự cãi à. Hỏi nhiều quá, không nghe được thành bực bội đó. Bực bội. Có nghĩa là khu vực miền Nam thôi. Đúng rồi. Khu vực miền Nam ha.
Nhưng mà mình thích là trắng trẻo sạch sẽ là mình thích nhất. Ok. Tại vì mình sạch sẽ lắm, nhà mình bóng hết à. Rồi thì những tâm tư, những nguyện vọng của anh Siêng thì mình cũng đã ghi nhận đây. Sau ngày hôm nay thì các cô mà thấy anh mà phù hợp đó thì cứ đến gặp Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu qua. Còn nếu không thì anh Siêng xem kênh của Thành Nguyên thì có ai đó mà anh thấy phù hợp thì anh gọi cho em để mình lấy số mình trò chuyện xem sao. Gọi Thành Nguyên không bắt máy, gọi biết nhiêu bữa nay đi không có đăng ký đó. Không có đăng ký luôn á. Hồ sơ này không đăng ký nha. Đi đại lên đây. Tại vì bữa đó lâu rồi mà không biết địa chỉ Thành Nguyên. Cái bữa đó thấy Thành Nguyên lên clip, Thành Nguyên nói là quẹo đường 38 ngang Bình Dương Nhi Đồng về số nhà 17. Đến đó thấy không ai chăng đóng cửa suốt. Cái hỏi ông kia, ông nói quá bên quán phê á. Sống nổi chưa? Cho nên là đội điện Thành Nguyên ít, Thành Nguyên ít bắt máy lắm. Có nhiều khi em mấy lâu nay em cũng đang làm cái phát cái cuộc mặt hàng cho mọi người đó. Không sao đâu. Thành ra là nó máy nó bận liên tục. Thành Nguyên nó bận liên tục rồi đôi lúc mình đây nè cũng dục cái máy đó đi làm cái chuyện gì khi nào mình cầm lên mình mới thấy Thành Nguyên gọi mình mới gọi lại. Chứ ai mà đâu mà cầm cái máy ôm máy hoài. Cái gì đó. Thì sao vậy mình mình nhắn lại Thành Nguyên cái là có nghĩa là mình thích có người là hiền hậu đức độ đừng gia trưởng. Thì em đã ghi nhận đây rồi. Thì những cái tâm tư những nguyện vọng của anh thì các cô sẽ nghe rồi sẽ cảm nhận đó. Mình thích hiền hậu đạo đức, mình không có chửi thề đánh đập cái gì cho mình. Hồi đó sống với vợ mình đó là coi tới năm mươi mấy tuổi mới ly dị đó thì không đánh một bạt tai á. Không lớn tiếng hả? Không lớn tiếng, không kêu em không cự lộn, kêu em không ở sớm tôi nói trời ông nội này ông cự lộn với vợ ông kêu em không à. Không em không, mình thích vậy rồi. Ok anh, kỳ giờ sau này cũng vậy, nếu như mà anh mà gọi cho em mà có bệnh hay gì đó thì anh cứ gọi lại gì giùm em nhé. Và cố gắng gọi vào cái giờ hành chính nhé. Rồi thì của chương trình Thành Nguyên cũng chúc anh Siêng thật là nhiều may mắn thành công, cũng như là sớm ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm nhanh ha anh nhé. Chúc Thành Nguyên dồi dào sức khỏe.